Quý khán thính giả thân mến, thời gian trôi thật nhanh, chớp mắt đã đến nửa cuối năm 2023. Hẳn chúng ta ai cũng tò mò điều gì sẽ xảy ra trong thời gian tiếp theo. Vậy hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem cậu bé Adnan, người được mệnh danh là thần đồng tiên tri người Ấn Độ, đã dự đoán những điều gì. Adnan không chỉ đưa ra dự báo thảm họa ngắn hạn, cậu cũng đưa ra dự đoán về tương lai của thế giới. Cậu nói theo chiêm tinh học Vệ Đà, vận mệnh của xã hội loài người có những thay đổi mang tính chu kỳ. 400 năm là một chu kỳ lớn, 20 năm là một chu kỳ nhỏ, 20 chu kỳ nhỏ nhân với 20 năm lại tạo thành một chu kỳ lớn. Sau đó cứ mỗi chu kỳ 400 năm, trên thế giới sẽ phát sinh những sự việc trọng đại, từ đó dẫn đến tương lai của toàn nhân loại có bước ngoặt lớn, thời điểm của nhiều thay đổi lớn có dấu hiệu trong chiêm tinh học. Điều quan trọng nhất là quan sát sao Mộc và sao Thổ, hai thiên thể lớn nhất và lớn thứ hai trong hệ mặt trời. Cứ sau 20 năm chúng sẽ tương hợp gặp nhau một lần. Tương hợp là chỉ hiện tượng mà các nhà chiêm tinh quan sát được từ trái đất, phát hiện sao Mộc và sao Thổ rất gần nhau, thậm chí gần đến mức chúng hoàn toàn trùng khớp với nhau. Sau đó cứ sau 400 năm, sao Thổ và sao Mộc sẽ có sự tương hợp lớn này. Sự kết hợp này sẽ mang tới những biến động và thay đổi lớn cho xã hội loài người. Thế giới hiện đang ở trong những thay đổi lớn lao này. Adnan giải thích các chu kỳ 400 năm trong lịch sử. Hơn 820 năm trước, vào năm 1200, sao Thổ và sao Mộc đã từng gặp nhau và lịch sử loài người đã phải đối mặt với sự thay đổi to lớn trên toàn cầu. Sau khi Thành Cát Tư Hãn thống nhất các bộ tộc Mông Cổ, thành lập đế quốc Mông Cổ vào năm 1206, trong vòng 50 năm sau đó, đế quốc Mông Cổ từ Thảo Nguyên Mạc Bắc mở rộng lãnh thổ khắp nơi. Nó gần như san phẳng bất kỳ quốc gia văn minh nào mà nó gặp, dù đó là Trung Quốc cổ đại, Afghanistan, Ba Tư, đế quốc Ả Rập ở Trung Đông hay các quốc gia xung quanh biển Caspian đều đầu hàng nó. Hơn 40 quốc gia sáp nhập vào lãnh thổ của đế quốc Mông Cổ. Dù quân Mông Cổ không vượt qua được sông Danube, nhưng loại virus mà họ mang từ thảo nguyên Trung Á đã vượt qua không chỉ sông Danube mà còn vượt qua sông Rhine và kênh đào Anh, càn quét khắp châu Âu. Cái chết đen khiến dân số châu Âu giảm 1/3 tới một nửa. Ngoài nền văn minh châu Mỹ, châu Đại Dương và các bộ lạc nguyên thủy ở châu Phi, những nền văn minh khác được biết đến của con người cách đây 800 năm, nếu không run sợ dưới móng sắt của quân Mông Cổ, thì cũng run sợ trước cuộc chiến tranh sinh hóa của quân Mông Cổ. Mặc dù vậy, đế quốc Mông Cổ không tồn tại được lâu. Sau khi Oa Khoát Đài Đại Hãn qua đời, đế quốc Mông Cổ thống nhất cũng chấm dứt sự tồn tại. Thời kỳ thịnh vượng của tứ đại Mông Cổ Hãn Quốc chỉ kéo dài khoảng một thế kỷ, nhưng tác động của nó đối với thế giới còn sâu sắc hơn nhiều. Nhiều con cháu của gia tộc Hoàng Kim đã xưng vương khắp châu Á. Gia tộc Hoàng Kim thậm chí đã làm chủ Ấn Độ vào thế kỷ 16, thành lập đế chế Mughal, kiểm soát phần lớn tiểu lục địa Ấn Độ. Hơn nữa, thời gian cai trị Ấn Độ còn kéo dài đến giữa thế kỷ 19. Adnan sử dụng sự kiện trỗi dậy của đế quốc Mông Cổ để giải thích về sự gặp gỡ của sao Thổ và sao Mộc vào 1200 năm trước đã mang lại những thay đổi lớn cho thế giới như thế nào. Adnan giải thích chu kỳ 400 năm mới. Một chu kỳ 400 năm mới bắt đầu, mà sự kiện mang tính bước ngoặt cho thấy tiến vào chu kỳ mới này chính là Covid. Covid-19 mang đến sự cô lập toàn cầu chưa từng có. Adnan dự đoán, điều này đánh dấu sự khởi đầu của loài người bước vào ngưỡng cửa của chu kỳ 400 năm. 400 năm này là thời kỳ gần như hoàng kim, nhưng nhân loại phải trải qua một quá trình thống khổ, sau đó mới có thể chuyển sang thời kỳ hoàng kim. Tiếp theo, Adnan bắt đầu dự đoán về chu kỳ nhỏ 20 năm này, tức là từ năm 2020 cho đến năm 2040. Cậu đã nhiều lần nhấn mạnh rằng sau đợt bùng phát Covid năm 2020, thế giới đã khởi động lại 20 năm tới và chúng sẽ không bao giờ yên bình. Thế giới sẽ đầy hỗn loạn. Cậu khẳng định rằng trong 20 năm tới, một số nước châu Phi, Ấn Độ và một số nước Đông Nam Á sẽ dần dần thoát khỏi địa vị thế giới thứ ba, trở thành một cường quốc mới nổi. Bối cảnh địa chính trị toàn cầu sẽ được cải tổ, nhiều cường quốc xưa sẽ không còn vinh quang nữa. Nhưng Adnan nhấn mạnh rằng, trong quá trình thay đổi giữa cái cũ và cái mới này, việc đổ máu và chiến tranh dường như là không thể tránh khỏi. Hiện nay Ấn Độ được xem như một nền kinh tế mới nổi đầy hứa hẹn, nhưng Adnan cho rằng, ngay cả khi Ấn Độ có thể trỗi dậy cũng sẽ phải trải qua những thay đổi đau đớn. Hệ thống chính trị và pháp luật hiện hành rất có thể sẽ xảy ra những thay đổi lớn. Liệu những lời tiên đoán này của Adnan có thành hiện thực, chúng ta sẽ được kiểm chứng trong vài năm tới. Trong những lời tiên tri của Adnan không đề cập cụ thể đến Trung Quốc, vậy trong 20 năm tới, vận mệnh quốc gia của Trung Quốc sẽ trải qua những biến đổi như thế nào? Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về lời tiên tri cổ xưa của Trung Quốc
Xích Mã Hồng Dương Kiếp. Xích Mã Hồng Dương Kiếp đến gần. Trung Quốc cổ đại sử dụng lịch can chi, mỗi năm là một thiên can cộng thêm một địa chi. Ví dụ như năm Giáp Tý, Giáp là thiên can, Tý là địa chi. 12 địa chi lại tương ứng với 12 loại vật. Tý chính là tương ứng với chuột, mão là thỏ. Thiên can tương ứng với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, cùng năm màu trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Năm nay là năm Quý Mão, vậy cũng chính là năm con thỏ nước và năm con thỏ đen. Vì vậy, năm Xích Mã con ngựa đỏ là ám chỉ năm Bính Ngọ, còn năm Hồng Dương con dê đỏ là ám chỉ năm Đinh Mùi. Bởi vì thiên can địa chi tuần hoàn quay vòng 60 năm một lần, nên hai năm này cứ 60 năm mới xuất hiện một lần. Và năm Bính Ngọ, trong ngũ hành Bính thuộc hỏa cũng tương ứng với màu đỏ, Ngọ tương ứng với con ngựa, tức là mã. Vì vậy, Bính Ngọ là năm Xích Mã, con ngựa đỏ. Với năm Đinh Mùi, trong ngũ hành Đinh cũng thuộc hỏa, tương ứng với màu đỏ. Mùi tương ứng với Dương, con dê. Vì vậy, nó được gọi là năm Hồng Dương, tức là con dê đỏ. Trước chu kỳ nhỏ năm 2040, được An dự đoán, năm Xích Mã chính là năm 2026, năm Hồng Dương là năm 2027. Thuật ngữ Xích Mã Hồng Dương Kiếp có nguồn gốc từ cuốn Bính Đinh Quy Giám được biên soạn bởi viên quan Sài Vọng của triều đại Nam Tống. Bản thân Sài Vọng không phải là bậc thầy phong thủy, ông không biết chiêm tinh và cũng không có thần thông. Ông đã sử dụng phương pháp tổng kết quy nạp và đã đi đến kết luận về Xích Mã Hồng Dương Kiếp. Nói cách khác, Vương triều Trung Quốc khi gặp phải năm Xích Mã Hồng Dương thì có khả năng cao sẽ xảy ra một thảm họa lớn. Nghiên cứu của Sài Vọng xuất phát từ mục đích tốt đẹp, quan tâm đến đất nước và người dân. Vào cuối thời Nam Tống khi ông sinh sống, đế quốc Mông Cổ đang ở thời kỳ đỉnh cao. Hoàng đế Nam Tống vô cùng lo lắng, các văn võ bá quan cũng bi quan trầm tư. Lúc này Sai Vọng nghĩ tới thiên ý, xem liệu có thể tìm ra quy luật từ các sự kiện lịch sử, xem lịch và sự kiện lịch sử có thể tương ứng với nhau hay không. Vì vậy ông đã nỗ lực tìm tòi, viết ra cuốn sách Bính Đinh Quy Giám. Ông đã phát hiện ra chu kỳ lịch sử kiếp nạn Xích Mã Hùng Dương. Ông nhanh chóng báo cáo với hoàng đế. Không ngờ, sau khi đọc, hoàng đế vô cùng tức giận, cho rằng Sài Vọng nguyên rủa Đại Tống. Hoàng đế không nói không rằng đã tống giam Sài Vọng vào ngục. Sau vài ngày, cơn giận của hoàng đế cũng lắng xuống, nghĩ tới việc Sài Vọng cũng có ý tốt mong cầu phúc, tránh tai họa cho triều đại nhà Tống vĩ đại. Vậy là hoàng đế ra lệnh phóng thích Sài Vọng. Cuối cùng là Bính Đinh Quy Giám cũng không thể giúp được gì cho hoàng đế. Nam Tống vẫn rơi vào tay quân Mông Cổ. Sau đó Sài Vọng lui về quy ẩn Điền Viên. Vậy Sài Vọng đã khám phá ra chu kỳ lịch sử nào? Vào năm 255 trước công nguyên, năm Xích Mã Bính Ngọ, Đông Chu Liệt Quốc cửu đỉnh rơi đến nhà Tần và triều đại thay đổi. Những thay đổi Chu Tần là một sự kiện lớn trong lịch sử Trung Quốc. 60 năm sau, vào năm 195 trước công nguyên, cũng lại là năm Xích Mã. Hán Cao Tổ Lưu Bang Băng Hà, Hán Huệ Đế còn nhỏ, non nớt, Lữ Hậu nên nắm quyền. Hán Cao Tổ từng thiết lập quy tắc người không phải họ Lưu không thể lên ngôi vua. Thế nhưng Lữ Hậu lại phong cho con cháu họ Lữ làm vua, tức là làm vương. Vương triều nhà Hán mới sinh ra đã phải đối mặt với khủng hoảng sinh tồn. Sau này có nhiều hoàng đế đều chết vào năm Xích Mã và Hồng Dương. Ví dụ như Hán Chiêu Đế, Hán Hoàn Đế và sau này là Ngụy Văn Đế Tào Phi. Còn tới kiếp Hồng Dương Đinh Mùi, người đời sau tính toán rằng cuộc bạo loạn Lưu Đày Chu Lệ Vương vào cuối thời Tây Chu xảy ra vào năm đầu tiên Cộng Hòa, chính là năm Đinh Mùi. Kéo dài đến thời cận đại, năm 1847 cũng là năm Đinh Mùi. Năm đó Nga đã chiếm đoạt phần lớn lãnh thổ rộng lớn phía Tây Bắc Trung Quốc. Một cuộc bạo loạn quân chúng đã nổ ra ở Quảng Châu để phản đối Tô Giới. Bạo loạn còn xảy ra ở Hồ Nam và Quảng Tây. Phùng Vân Sơn, một trong những người sáng lập Thái Bình Thiên Quốc bị bắt năm đó. Kiếp Xích Mã Hồng Dương gần đây nhất ứng nghiệm là năm 1966, là năm xảy ra cách mạng văn hóa. Đó là năm Xích Mã Bính Ngọ. Cách mạng văn hóa là thảm họa văn hóa nghiêm trọng nhất trong 2.000 năm qua của Trung Quốc. Nền văn minh đã bị tàn phá hủy hoại nghiêm trọng. Có người tóm tắt rằng, có 47 sự kiện lớn trong lịch sử Trung Quốc xảy ra giữa Bính Ngọ và Đinh Mùi, có thể nói đã làm thay đổi vận mệnh đất nước. Nhưng chúng ta cũng phải chỉ ra rằng, đây thực chất là một phương pháp quy nạp không đầy đủ. Không phải mọi sự kiện lớn làm thay đổi vận mệnh của một đất nước đều xảy ra vào năm Bính Ngọ và Đinh Mùi. Cũng không phải mọi năm Bính Ngọ và Đinh Mùi đều có những sự kiện lớn xảy ra làm thay đổi vận mệnh của đất nước. Ví dụ Sài Vọng, người tổng kết quy luật này, đã tận sức trung thành với Đại Tống. Bắc Tống bị diệt vong vào năm 1127, chính là năm Đinh Mùi, đã ứng nghiệm với kiếp Hồng Dương. Đây chính là điều khiến Sài Vọng đặc biệt lo lắng. Nhưng trên thực tế, nhà Nam Tống đã diệt vong vào năm 1279, đó là năm Kỷ Mão, không phải Xích Mã cũng không phải Hồng Dương, bởi vì Bính Ngọ và Đinh Mùi là hai năm liên tiếp nhau.
Khi đó xác suất những thay đổi lớn trên thế giới sẽ xảy ra trong vòng 2 năm này giảm từ 1/60 xuống 1/30. Vì vậy, việc kiếp xích mã và hồng dương có thể trở thành một quy luật dự đoán đáng tin cậy hay không, chỉ có thể nói là vấn đề quan điểm. Năm Bính Ngọ và Đinh Mùi trong tương lai gần sẽ rơi vào năm 2026 và 2027. Thưa quý vị, năm 2027 là năm kết thúc nhiệm kỳ thứ 3 của Chủ tịch Trung Quốc hiện nay là Tập Cận Bình và là năm dự kiến tổ chức đại hội thứ 21 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây cũng là năm có nhiều rủi ro khi cộng đồng quốc tế dự đoán sẽ xảy ra khủng hoảng ở eo biển Đài Loan. Hơn nữa, năm này cũng là rơi vào thời kỳ chuyển tiếp mạnh mẽ khi sao Thổ và sao Mộc gặp nhau mà Anan đã dự đoán. Vậy chính xác thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Và đến đây, chương trình của chúng tôi cũng xin phép tạm dừng. Quý vị yêu thích các video của Lê Minh, đừng quên đăng ký kênh để liên tục đồng hành. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.